Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh một chú chó với khuôn mặt rất là dễ thương các bạn nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh của mình ngày hôm nay. Về những cái chi tiết ở trên thân của chú chó thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô cho những cái chấm tròn nha. Chi tiết trên thân. Bức tranh hình ảnh về một con chú chó các bạn ạ, đang đi với khuôn mặt rất là dễ thương các bạn này. Mình sẽ tô màu cam cho những cái chấm tròn trên thân của chú chó. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu đỏ để tô cho cái phần vòng cổ của chú chó mọi người nhé. Và những cái chi tiết nhỏ thì các bạn có thể tô chậm thôi thì nó sẽ đỡ bị lem nha. Và mình đã tô xong cái phần vòng cổ của chú chó thì tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu tím các bạn để tô cho cái phần tai. Màu tím để tô cho phần tai của chú chó của mình. Mình đã tô xong phần tai của chú chó với màu sắc đá màu tím rồi các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu hồng để tô cho cái phần những cái chi tiết còn lại của chú chó nhé. Và mình tô phần mặt trước nhé với màu sắc đó là màu hồng. Và đây là phần chiếc miệng của chú chó. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến phần thân. Phần bên tai là mình cho tô màu hồng nhé. Đây là phần khuôn mặt mình đã tô màu hồng xong. Mình sẽ tô phần thân các bạn nhé. Lúc thì mình sẽ tô đến phần bụng. Tiếp theo phần mũi trên đầu mình sẽ tô màu xanh dương. Và phần mông nha các bạn. Màu này thì nó cũng khá là nhạt đó mọi người. Nên là mọi người có thể tô nhiều lớp hoặc là tô mạnh tay giúp mình nha. Màu hồng này thì nó nhạt lắm ạ. Và mình sẽ gọt bút chì mọi người nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô cho cái phần mông và phần chân sau của chú chó. Ở đây là phần chân các bạn nhé. Đây là phần chân sau sẽ được mình hoàn thành với màu sắc đó là màu hồng. Đó
trước thì mình sẽ tô lên phần đuôi mọi người nhé. Đây là phần đuôi. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về một chú chó đang đi dạo rồi các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của chú chó rất là xinh và đáng yêu các bạn này. Đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh hình ảnh của chú chó đang đi với khuôn mặt rất là dễ thương này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.